Trước khi Nghịch Thiên Nhi hành chết, anh ta đem tất cả linh hồn lực dồn vào mệnh khí. Cho nên sau khi Vũ Canh cầm nó, anh ta có thể cưỡng ép linh hồn của cậu và đưa đến địa ngục giới. Nghịch Thiên Nhi hành liền đưa ra một thỉnh cầu với Vũ Canh là giúp đỡ những người của Minh tộc. Anh tin tưởng cậu có thể làm được việc này. Tuy nhiên, Vũ Canh lại sợ rằng bản thân mình không có năng lực để thực hiện được chuyện đó. Cậu ta tóm tắt lại tình hình trên mặt đất cho anh ta nghe. Đại quân Minh tộc đều đại bại. Nghe vậy, Nghịch Thiên Nhi hành cũng không ngạc nhiên lắm. Cho dù là các đại tướng tập hợp lại cũng không thể đánh bại được hắn. Điều này cũng giống như vô số lần trước. Tuy không thể hạ gục được Thiên, vậy nhưng bọn họ sẽ vì tôn nghiêm mà tử chiến tới cùng. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà Minh tộc khởi nghĩa chống đối Thiên. Thực ra cứ mỗi trăm năm, bọn họ lại tìm thần tộc khiêu chiến. Bọn họ đều ôm tín niệm một ngày nào đó sẽ trả được nỗi nhục từ thời viễn cổ cho thần tộc. Kết quả đều thất bại, bọn họ đều bị thần tộc lạnh lùng đổ sát, tất cả thế hệ trong Minh tộc chết hết, khiến cho bộ tộc rơi vào phân tán hỗn loạn. Tới trăm năm sau mới có người đứng lên lãnh đạo khởi nghĩa, chống lại thần tộc, mà không ngờ gặp kết cục như thế này. Nghịch Thiên Nhi hành biết được năng lực của mình không thể mạnh hơn tổ tiên, vậy nhưng anh không thể chứng kiến được Minh tộc rơi vào cảnh khốn đốn như thế này được. Tuy nhiên, lần này khác với những lần trước bởi vì có Vũ Canh, đây cũng là lần đầu tiên con người tham chiến cùng với Minh tộc. Chọn cậu bởi trong cậu có sự ích kỷ, cậu biết cách đoạt lấy thứ thuộc về mình. Nếu phát huy được đức tính đó đúng cách thì sẽ trở thành một người tốt. Ở chiến trường, các đại tướng Minh tộc vẫn đang cố gắng chống cự, không thể tin nổi lại có thần mạnh như thế tồn tại. Minh tộc tối cường đại tướng trước mặt hắn ta chẳng khác gì đám trẻ con. Không gây được sát thương, ngược lại còn bị đối phương đánh trả bằng một trường chí mạng. Cuối cùng Vũ Canh cũng tỉnh lại, cậu ngừng tụ ra một chiếc găng tay khổng lồ đánh về phía Thiên. Các đại tướng Minh tộc đều kinh ngạc, mới vài phút trước cậu ta còn tìm cách tẩu thoát. Tại sao bây giờ y lại quay lại, rốt cuộc cậu ta có động cơ gì tiếp theo? Biết mọi người thắc mắc nên Vũ Canh liền nói ra sự thật, cậu sẽ thay Nghịch Thiên Nhi hành tiếp tục đối phó với Thiên. Cậu nảy ra một ý định, hy vọng toàn thể Minh tộc truyền linh hồn sang cho mình. Nếu chỉ bằng sức mạnh cá nhân, bọn họ chắc chắn không đánh lại. Nhưng thứ bọn họ có lại là đoàn kết. Nếu đã quyết tâm hy sinh, vậy thì hãy đưa linh hồn cho cậu. Bản thân cậu sẽ thay mặt đối chiến với Thiên. Nghe những lời đó, đám người Minh tộc do dự. Hiển nhiên là bọn họ đâu dễ dàng nghe lời Vũ Canh được. Vũ Canh biết ý nên tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ. Mọi người tin tưởng cậu cũng chính là tin tưởng Nghịch Thiên Nhi hành. Nếu còn do dự nữa sẽ vĩnh viễn không thoát ra khỏi vận mệnh an bài. Hy vọng mọi người hãy đứng lên. Minh tộc cần sức mạnh của mọi người. Thần tộc có thể đánh bại thân thể nhưng lại không thể phá hủy được linh hồn của các chiến sĩ. Nghe tới đây, Tung Hoành Thiên Hạ là người đầu tiên đứng ra phát biểu. Trước mắt đã là con đường cùng, chỉ bằng xả láng đánh cược một lần. Tùy Phong Khởi Vũ ngay lập tức đáp lời, nàng hoàn toàn tin tưởng lựa chọn của đại nguyên soái. Rất nhanh các đại tướng cùng các chiến sĩ cũng đồng lòng. Bọn họ cùng nhau tụ tập một chỗ, thân thể bộc phát linh hồn khiến sĩ khí Minh tộc hoàn toàn biến hóa, ánh mắt không còn sợ hãi. Bạch Long nhìn thấy những điều này cũng ngạc nhiên, trước đó Thiên ra tay cũng không quá nặng, có thể nói là chỉ đánh trọng thương chứ không hạ sát thủ. Tuy rằng thực lực Minh tộc đều kém rất xa, vậy nhưng bọn họ lại đang dùng một phương thức kỳ lạ chồng chất sức mạnh linh hồn lên nhau. Nói một cách dễ hiểu là linh hồn của Minh tộc đang giống như trăm sông đổ về một bể. Không ngờ rằng phương pháp mà Vũ Canh đề nghị lại khiến linh hồn các chiến sĩ Minh tộc có sự liên kết, hiệu quả này còn hơn sai truyền sinh thuật. Sức mạnh linh hồn mênh mông cứ như vậy đổ vào người Vũ Canh. Tuy nhiên, số lượng của nó lại quá nhiều, một người gánh chịu sức mạnh linh hồn của cả vạn người. Lần này trời hơi lớn rồi, nếu không phải núp đường cùng thì cũng không phải làm cách này. Tùy Phong Khởi Vũ nhìn thấy Vũ Canh miễn cưỡng dung nạp linh hồn vào cơ thể cũng lên tiếng nhắc nhở, nếu tiếp tục thu nạp sẽ chết đó. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy bao nhiêu đây là chưa đủ. Suốt quá trình này, Thiên vẫn đứng yên quan sát, hắn cũng không có dấu hiệu ngăn cản. Về mặt lạnh lùng, hiển nhiên là hắn cũng muốn thử nghiệm một chút sức mạnh của toàn bộ Minh tộc. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thành công mỹ mãn thì Vũ Canh bất ngờ hét lên rồi rơi từ trên cao xuống khiến mọi người kinh ngạc. Bạch Thái định tiến lại gần, liền bị một luồng kinh lực cản lại, hóa ra là Vũ Canh chưa chết. Cậu một lần nữa sống dậy, ánh mắt nhỏ máu. Từ sau khi tiếp nhận linh hồn của tất cả mọi người, có lẽ một phần ký ức, một phần sự phẫn nộ của Minh tộc cũng được chuyển rời qua cho người nam chính. Những hình ảnh quá khứ làm cậu ta phẫn nộ. Không nhiều lời thêm, cánh tay Vũ Canh hướng lên trời bắt đầu tụ lực. Một quyền chứa đựng sự phẫn nộ của toàn bộ Minh tộc hướng về phía Thiên. Đứng trước luồng khí thế áp bức đó, Thiên vẫn không có dấu hiệu e sợ. Hắn tự tin dùng một tay để đỡ đòn, chỉ cần một tay là đủ. Tuy nhiên sức mạnh của Vũ Canh tạo ra lại không hề nhỏ một chút nào. Thiên bất giác cũng phải lùi lại một bước mới có thể duy trì được thế cân bằng. Cả hai bên cứ như vậy giằng co quyết liệt, khí thế quá khủng bố. Mọi thứ xung quanh hầu như bị chấn nát, thân thể cả hai không tự chủ được bay lên không trung. Tuy Thiên rất mạnh, vậy nhưng sức mạnh linh hồn của Minh tộc lại không ngừng tuôn vào người Vũ Canh.
Dần dần cậu cũng cảm thấy sức mạnh cũng đủ để chiếm ưu thế, nhưng muốn đánh bại hắn thì vẫn còn cần nhiều hơn nữa. May mắn là các chiến sĩ Minh tộc cũng không muốn giữ lại sức lực, sự trả giá này cuối cùng cũng thành công. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, Vũ Canh thành công chấn lui được đối thủ khiến cho Thiên bị chấn bay về phía Kết Tinh Sơn. Bạch Long nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng kinh ngạc. Vừa đúng lúc thân thể của nàng không chịu đựng được nữa, sinh mạng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nàng vừa định lên tiếng khuyên giải thì phía Kết Tinh Sơn đã có dị động. Hóa ra Thiên vẫn chưa chết, hắn một lần nữa thoát ra khỏi Kết Tinh Sơn. Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của Minh tộc. Đã lâu lắm rồi chưa có đối thủ nào có thể khiến hắn bị thương như vậy. Vậy nhưng muốn chiến thắng, chỉ như thế này vẫn là chưa đủ. Nói rồi Thiên cầm theo huyết mâu định làm thêm mấy trăm hiệp nữa. Trên đường lao tới bất ngờ bị một luồng lôi điện từ trên đánh xuống. Mọi người thấy vậy đều ngỡ ngàng, không nghĩ lại có kẻ đánh lén. Bản thân Thiên sau khi ăn chậm một đòn ngập mồm cũng cảm thấy đau đớn, thân thể bị chấn áp. Hắn nhận ra lôi điện này không tầm thường, thần lực bị áp chế hầu như không còn. Quả nhiên là có người đang điều động sức mạnh của tinh thạch. Rất nhanh giọng nói của thần nhãn cũng vang lên, lão không ngần ngại xuất hiện trước mặt mọi người, đồng thời cũng không quên chế giễu Thiên. Lão đã vận dụng sức mạnh của tinh thạch để tạo ra vô giải chú thuật, phong thần trận. Cho dù cường đại như Thiên bị phong thần trận đánh trúng, thực lực cũng sẽ bị áp chế còn lại chưa tới một phần. Hôm nay dù bất luận thế nào thì cũng khó thoát. Nhìn vào thần nhãn, trong lòng Bạch Long lại cảm giác như đã từng quen biết. Các đại thần khác nhìn thấy hành động của thần nhãn cũng thắc mắc tại sao lại như vậy. Về phần Thiên, hắn vẫn lạnh lùng và cầm huyết mâu chỉ về phía thần nhãn. Hắn muốn biết có phải lão mưu hợp với Minh tộc hay không. Thần nhãn bác bỏ, đồng thời giải thích mọi chuyện, lão sẽ không sa đọa tới mức hợp tác với Minh tộc. Lão chỉ là lợi dụng thời cơ ngàn năm có một này để tiêu diệt Thiên, giải phóng thần tộc. Lão biết lai lịch cùng câu chuyện của Thiên, cái cách vô tình mà Thiên đã đối xử với thần tộc hay nhân tộc trong suốt thời gian vừa qua. Hắn chỉ trích, tuy thần tộc thống trị thiên hạ mấy vạn năm, nhưng trong thời gian đó thì lại chưa từng coi bọn họ là thần tộc. Thần tộc bây giờ chẳng qua là công cụ và nô lệ để hắn hồi sinh Bạch Long mà thôi. Lão khám phá nguồn gốc của bản thân và thần tộc hiện nay, càng phát hiện nhiều bí mật chôn giấu trong ngục giam Hải Giác và Kết Tinh Sơn. Bên trong Kết Tinh Sơn ẩn chứa sức mạnh bản cổ, từ đó có được thực lực cường đại có thể so với cựu thần. Nhưng chính Thiên lại đem nguồn sức mạnh này phong cấm vào bên trong Kết Tinh Sơn, cho nên việc hôm nay lão phải làm đó là tiêu diệt hắn, đoạt lại sức mạnh của Sáng Thế Thần. Trong thời gian nói nhảm đó, Thiên vẫn trầm tĩnh lắng nghe, mà Bạch Long nhờ vào thần lực của mình cũng nhìn thấu được chân thân của thần nhãn, lão ta chính là tộc nhân của bản cổ. Hiện tại mọi thứ cũng sáng tỏ, tất cả đều đã quay lưng lại với Thiên. Cựu thần Hải Giác tái nhập thế gian, nhân tộc và Minh tộc không can tâm khuất phục hắn nữa, ngay cả thần tộc cũng quay xe rồi. Lão muốn đích thân nghiền nát Thiên, nãy giờ phong ấn thực lực của hắn chỉ là màn dạo đầu thôi. Nói rồi mặt đất chấn động, vô số tinh thạch từ phía dưới bay lên ngừng tụ lại trên thân của thần nhãn. Toàn bộ Minh tộc thấy vậy đều lùi về phía sau, Kết Tinh Sơn có dấu hiệu sắp tàn rã. Nơi này ẩn chứa sức mạnh của bản cổ đã làm Thiên suy yếu trên diện rộng. Hắn hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của thần nhãn nữa rồi. Trong khi mọi người gấp rút lùi quân thì Bạch Thái vẫn đứng một chỗ lo lắng cho Vũ Canh. Vũ Canh không những không lùi mà ngược lại còn tiến lại gần hơn nữa. Bản thân cậu cũng không ngờ được rằng thần nhãn lại còn có chiêu này, thừa dịp nước đục thả câu, xem ra lão mới là đối thủ thực sự. Nhìn về phía Thiên, cậu ta lại cảm thấy kỳ quái, rõ ràng ban nãy giao chiến đã bị thương, thần lực cũng bị phong ấn, hiện tại còn phải đối mặt với thần nhãn. Nhưng nhìn qua thì lại không thấy được chút bất an nào trên người hắn. Thật giống như là hắn không coi mấy chuyện này là gì. Đúng lúc này thân hình Bạch Long rơi xuống, nhìn thấy nàng ta Thiên lập tức lao tới đỡ lấy. Bạch Long rất muốn xin lỗi, không ngờ nàng sau khi tỉnh giấc lại khiến cho hắn lâm vào khổ cảnh. Tuy nhiên hắn không có bất cứ oan trách nào, mục đích mà hắn sống đều là vì Bạch Long, tình trạng như bây giờ không tính là gì cả. Hắn đã chờ đợi 10 vạn năm để hồi sinh Bạch Long, chờ thêm 10 vạn năm nữa cũng không vấn đề gì. Đáng tiếc, mấu chốt là trữ lượng tinh thạch trên nhân gian này đã hết, không còn có thể tiếp tục hồi sinh nữa. Lần này chính là lần cuối cùng từ biệt rồi. Ở bên cạnh, thần nhãn cũng ngưng tụ ra một thân hình bằng tinh thạch khổng lồ, sức mạnh của hắn tụ tập lại không ngừng. Đây chính là trực tiếp nhận sức mạnh bản cổ từ Kết Tinh Sơn. Xem ra muốn đánh bại thần tộc thì nhất định phải phá hủy nơi phát ra nguồn lực lượng này. Quay trở lại với Thiên, dù chỉ gặp được Bạch Long trong chốc lát thì hắn cũng cảm thấy đủ rồi. Tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt vời để người ta không còn nuối tiếc. Rất nhanh thân thể Bạch Long cũng tan biến vào hư vô, bỏ lại một mình Thiên đứng đó tưởng niệm. Toàn thân dâng lên một cái cảm giác trống rỗng, giống như mang đi tất cả ý nghĩa sống của hắn. Bạn nào sau khi chia tay thì sẽ hiểu được cảm giác này. Thần nhãn cũng cảm nhận được sự trống rỗng này. So sánh với 10 vạn năm trước, lúc hắn tàn sát tộc nhân bản cổ và lúc này giống như hai người khác biệt. Mất đi người yêu thương khiến Thiên trở thành kẻ trơ trọi, cho nên thần nhãn dù lòng từ bi muốn giải thoát hắn.
hai tay bắt đầu tập hợp sức mạnh dồn vào một kích. Đứng trước một kích khủng bố đó, Thiên vẫn không chút sợ hãi. Hắn đưa tay đón lấy những tàn dư mà thê tử mình để lại. Hắn cảm thấy sinh mệnh của mình cũng dần dần biến mất theo Bạch Long. Tuy nhiên, trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ, là duy nhất trong thiên địa sau. Rốt cuộc số lượng tinh thạch này là duy nhất, hay ở một nơi nào đó vẫn còn mà hắn chưa biết. Điều này không ai giải thích được, chỉ là hắn tự dưng nở một nụ cười bi thương, càng giống như chế giễu. Ngay khi tiếng cười kết thúc, cũng là lúc Thiên rút đi thần lực bảo hộ, có lẽ hắn chọn phương án này để giải thoát cho bản thân. Hai bàn tay thần nhãn được đà cứu như vậy đập cho Thiên tan xương nát thịt. Đòn tấn công này quá mạnh, lực lượng tỏa ra cơ hồ khiến toàn bộ thần vực chấn động. Không ngờ lại có kết cục này cho một kẻ từng đứng đầu thiên hạ, mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Một con rồng đen ngò lên gầm thét, mây đen bắt đầu kéo tới. Trần Thiên Thánh Vương nhìn thấy cảnh tượng này cũng nắm được tình hình thế trận, rốt cuộc tương lai sẽ biến đổi ra sao đây? Sức mạnh từ Viễn Đông truyền tới cho Khương Thượng một cảm giác thật kỳ quái, nặng nề và buồn bực, bầu trời như muốn sụp đổ. Ở dưới nhân gian đang là ban ngày mà bầu trời đã tối om. Hai cha con Quỷ Mộc cũng cảm nhận được điều tương tự như Khương Thượng. Trên trời xuất hiện dị tượng là dấu hiệu của việc sắp có biến lớn, thần vực đã xảy ra đại sự. Sự hy sinh của Thiên sẽ khiến cho mọi thứ thay đổi, phải nắm lấy thời cơ thâu tóm toàn bộ vùng đất trung thổ. Tại địa ngục giới, Vĩnh Hằng Chi Dạ cũng cảm giác được sự biến mất của Thiên. Lão gào thét vui sướng, rốt cuộc Thiên cũng có kết cục này. Tuy nhiên, lão còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng thì cánh cổng địa ngục đã khép lại. Một loại sức mạnh hắc ám cường đại, rất cổ xưa và quen thuộc đang lan rộng ra. Ngay cả Vĩnh Hằng Chi Dạ sau khi cảm nhận được nguồn lực lượng này cũng hoảng sợ phải chùi lại vài trong hàng lần trốn. Cùng lúc này, ở dưới biển tòa ngục Sam Hải Giác, sự biến mất của Thiên khiến pháp trận sụp đổ, vô số luồng khí màu đen cứ như vậy được thoát ra. Luồng khí đen này có tính xâm lược rất mạnh, bất kỳ sinh vật nào chạm phải đều sẽ bị biến đổi rồi bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. 10 vạn năm trước, sự xuất hiện của nó khiến phần lớn hải yêu tộc bị dị hóa làm số lượng tộc đàn giảm hơn phân nửa. Cái chết của Thiên khiến các chiến sĩ thần tộc ngơ ngác tự hỏi vì sao, rồi sau này bọn họ nên làm sao đây. Ngay cả phía Minh tộc cũng khá bất ngờ. Nãy giờ chống đỡ Thiên đã mệt mỏi rồi, lúc này còn thêm một thần nhãn vẫn còn cường thịnh, liệu các Minh tộc còn có thể chống đỡ sao? Rất nhanh thần nhãn cũng chuyển dịch mục tiêu, chuyện kế tiếp là xử lý Minh tộc rồi. Lời vừa dứt thì Vũ Canh cũng lên tiếng chặn họng. Muốn xử lý Minh tộc thì trước tiên hỏi qua cậu đã. Thần nhãn nghe vậy cũng lên tiếng cảm ơn, nếu không phải nhờ Minh tộc làm Thiên bị thương thì lão không chắc sẽ được thuận lợi như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó, Minh tộc cũng là công thần phục hưng của lão. Đáp lại điều này, Vũ Canh kiên quyết không nhận lời cảm ơn. Lát nữa thôi, cậu sẽ tự tay vứt lão xuống biển cho cá ăn. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, kẻ đại biểu thần quyền bất luận là Thiên hay thần nhãn đều phải ngã xuống. Nói rồi cậu lao lên tấn công, thần nhãn cũng không đứng một chỗ chờ chết. Lão tiếp chiêu bằng một ngón tay, đứng trước người khổng lồ đó, thân hình Vũ Canh vô cùng nhỏ bé, vậy nhưng sức mạnh lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ với một chiêu giao thủ nhẹ nhàng đã khiến bàn tay lão bị tàn vỡ. Tuy nhiên, còn chưa kịp vui mừng thì bàn tay kia đã khôi phục lại như cũ. Sau một chiêu cọ sát nhẹ này, thần nhãn cũng hạ giọng, lão đưa ra phương án hòa giải, có lẽ có thể khiến cho mọi người cân nhắc lập trường. Lão đem hết những khó khăn và nỗi khổ vì bệnh thạch khóa đầu lên đầu Thiên. Mặc dù cảm thấy khó chịu, luôn giận vậy nhưng lại không dám nói gì. Bây giờ thì đã bị lật đổ, thời đại hận thù lẫn nhau cũng nên kết thúc. Tùy Phong Khởi Vũ lập tức lên tiếng phản bác. Bệnh của Đại Nguyên Soái chính là do thần nhãn tự tay gây nên, vậy mà lúc này lại đổ lên người Thiên. Thần nhãn nghe vậy vẫn ung dung, đó cũng là làm tròn bổn phận. Nếu hôm nay hòa giải, thần tộc sẽ tiêu hủy tất cả Hoa Bình mình. Hơn nữa, Minh tộc cũng có thể di chuyển lên mặt đất sinh sống. Vũ Canh nghe vậy liền thẳng thắn. Những lợi ích này sau khi đánh bại thần tộc thì Minh tộc cũng nhận được. Nói rồi nam chính lao lên. Thần nhãn không phủ nhận, vậy nhưng vừa dứt lời thì lão đã lấy A-Lam ra để uy hiếp. Sự xuất hiện đột ngột của A-Lam buộc Vũ Canh phải dừng tay lại. Trong lòng cậu vô cùng tức giận. Nếu như không vì tính mạng của nàng ta thì cậu sẵn sàng đấm cho thần nhãn khiến bố mẹ không nhận ra luôn. Đứng trước những lời mỉa mai đó, lão lại càng thoải mái bàn giao người cho Vũ Canh. Tưởng rằng lão nguyện ý làm như vậy, nhưng không ngờ rằng cậu vẫn đánh giá thấp lão ta. Trên tay cậu chỉ là thi thể của A-Lam mà thôi, không có nhịp tim và hô hấp, mà trên tay thần nhãn lại giữ thứ quan trọng nhất đó là trái tim. Chỉ cần trả trái tim lại thì nàng ta vẫn bình yên vô sự. Lão lần nữa lên tiếng thuyết phục, tiêu diệt Minh tộc lẫn nhân tộc đối với lão không phải việc khó, vậy nhưng chiến đấu và hy sinh đối với thần tộc lúc này là không cần thiết. Lão cầm trên tay trái tim này chỉ hy vọng Vũ Canh có thể nghiêm túc cân nhắc chuyện đình chiến. Chỉ cần bây giờ ngừng chiến, Minh tộc cùng thần ẩn bộ sẽ có được thứ mình muốn. Vậy nhưng nếu đánh tiếp, thù hận vẫn sẽ gia tăng, người nhà lẫn con cháu thế hệ sau của Minh tộc sẽ vĩnh viễn ở lại nơi tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, còn chịu đựng nỗi khổ bệnh thạch hóa.
các chiến sĩ Minh Tộc sau khi nghe những lời sàm ngôn này cũng bắt đầu bị lung lay không biết nên làm gì tiếp theo. Về phần Vũ Canh, phương án mà Thần Nhãn đưa ra đúng là không có lý do gì để cự tuyệt. Vậy nhưng, ý chí đoàn kết của Minh Tộc chỉ có một lần này thôi. Nếu bây giờ từ bỏ, tương lai sẽ có hậu họa. Nói rồi, cậu lần nữa đứng lên thách thức. Phương án quả thật hoàn mỹ, nhưng vì người đề ra lại là người không đáng tin, vậy nên cậu sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Cái gọi là hòa giải chẳng qua chỉ là kế hoãn bình. Hôm nay buộc phải san bằng kết tình sơn. Tuy nhiên, Vũ Canh còn chưa kịp động thủ thì sức mạnh linh hồn trong cơ thể đã bị rút đi nhanh chóng. Quả nhiên đúng như Thần Nhãn nghĩ, yếu tố ảnh hưởng tới quyết định hoàn toàn không do cậu mà là do toàn bộ tập thể Minh Tộc. Trong lòng họ đã đồng ý với điều kiện mà Thần Nhãn đưa ra. Từ nay về sau người nhà của họ có thể sinh sống trên mặt đất rồi. Với lại bây giờ thần tộc chủ động cầu hòa, sao phải đánh nữa? Vũ Canh nghe bọn họ nói về lại càng giận dữ hơn. Bây giờ thần tộc cho một chút lợi ích liên thỏa hiệp, đợi sau này bọn chúng khôi phục thực lực, liệu Minh Tộc sẽ còn có ngày được an phận? Có thể nói rằng, Thần Nhãn đã thành công dập tắt ý chí chiến đấu của mọi người khiến cho sức mạnh linh hồn trên người Vũ Canh đang giảm sút nhanh chóng. Nghịch Thiên Nhi Hành và cùng hung cực ác lần lượt chiến tử. Tuy Vũ Canh đã kế thừa sức mạnh của Đại Nguyên Soái, vậy nhưng trong thời gian ngắn khó mà khiến bọn họ phục được. Tử Vũ bước ra, anh đưa ra lời khuyên, nếu như bản thân Vũ Canh chọn cách chiến đấu, vậy thì anh cũng sẽ lần nữa đứng lên cùng nhau tác chiến. Vậy nhưng trận chiến này còn có Minh Tộc, vẫn là nên để bọn họ tự quyết định. Vũ Canh quay lại hỏi một lần nữa, các chiến sĩ Minh Tộc nghe vậy liền ngỏ ý dừng chiến. Ngay cả các đại tướng khác như Tung Hoành Thiên Hạ hay Loạn Vũ Cuồng Đao cũng muốn buông tay. Tùy Phong Khởi Vũ không đưa ra lời khuyên, nàng trân trọng lựa chọn của Vũ Canh. Chỉ duy nhất Thượng Bạch Đích Kiềm là muốn chiến đấu tới cùng, mối thù của Đại Nguyên Soái chẳng lẽ cứ cho qua như vậy? Nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác, một cây làm chẳng lên non, thiếu đi sự ủng hộ từ sức mạnh linh hồn của bọn họ, cậu căn bản không thể chống lại Thần Nhãn. Huống hồ Tử Vũ thúc thúc còn đang trọng thương, hiện tại chỉ có thể để sau này rồi tính tiếp. Rất nhanh Vũ Canh cũng thu thần lực, Thần Nhãn thấy vậy mỉm cười. Có vẻ như lão đã tính trước được kết quả này nên chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Cậu chỉ tay về phía Thần Nhãn buộc lão lập lời thề, đảm bảo những lời hôm nay đã nói sẽ không bao giờ nuốt lời. Thần Nhãn nghe vậy cũng đồng ý, Minh Tộc từ này có thể tới đại địa sinh sống, thần tộc vĩnh viễn không xâm phạm. Ngoài ra lão còn khôi phục tộc danh cho Si Vu tộc, nơi Minh Tộc sinh sống cũng lấy tên là Đại Hoàng. Thẻ ước sẽ viết thành trường đại hòa giải, sau đó sẽ đưa tới tay Minh Tộc. Nói rồi lão trả lại trái tim cho Alam. Như vậy là trận chiến Minh Tộc thần tộc kéo dài 10 vạn năm qua đã kết thúc. Mọi người họ lập tức lên thuyền quay về đại địa. Về phần Vũ Canh, trước khi rời đi vẫn không quên xin luôn chiếc ghế của Thần Nhãn để làm chiến lợi phẩm. Toàn thể Minh Tộc đều nhảy múa ăn mừng, tuy là tổn thất không ít nhân thủ, trong đó phải nói tới Nghịch Thiên Nhi Hành, Thiết Huyết Vô Song cùng Hung Cực Ác và Bất Văn Bất Vấn, vậy nhưng dù sao sự hy sinh đó cũng không vô ích. Sau khi chiến thuyền đã đi xa, Thần Nhãn vội vàng tiến hành bố trí kết giới, điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Chẳng biết lão quỷ kia lại định làm điều gì nữa. Dựa theo suy đoán của Tiêu Giáo Tử, có lẽ là phòng ngừa các cựu thần báo thù, dù sao thì thần tộc cũng đang bị tổn thất lớn. Trái ngược với không khí vui vẻ của Minh Tộc, phía thần tộc lại có vẻ u ám hơn. Không chỉ tổn thất tới gần 7 phần quân, mà trụ cột là các thánh vương cũng thất thủ. Thiên Vũ Thánh Vương bị thương nặng, Chân Thiền, Huyền Phong cùng Bạch Liên đều không rõ tung tích. Nếu các bạn chưa rõ thì người trước mặt Thần Nhãn lúc này chính là Tử Nhật Đại Thần, về sau trở thành Lam Nguyệt Thánh Vương. Tử Nhật báo cáo xong cũng rơi nước mắt, hắn tự trách năng lực quá thấp không thể làm gì. Thần Nhãn nghe vậy liền an ủi, lão rất vui lòng giúp đỡ hắn hoàn thành ước nguyện này để xây dựng thần tộc vĩ đại hơn. Tử Nhật nghe vậy liền bừng tỉnh, hắn nhất định sẽ cho Si Vu tộc trả lấy gấp 10 lần. Tuy nhiên Thần Nhãn lại lắc đầu, Si Vu tộc sẽ không còn sau này nữa. Quả nhiên là trước đó Thần Nhãn đã có âm mưu. Rất nhanh đám người trên thuyền cũng nhận ra có gì đó đang tới và đang hướng về chiến thuyền. Từ vòng nhãn thần nhận ra thứ đang tới là một bầy cá dị hóa. Vũ Canh lập tức hạ lệnh đổi hướng di chuyển. Với tốc độ của thuyền, khoảng cách dần dần bị rút ngắn. Hơn nữa phía trước mặt còn có một dòng thác chảy ngược. Điều này hoàn toàn không giống như lúc đại quân Minh Tộc mới tới. Vũ Canh muốn mượn dòng nước để đi lên, vậy nhưng bị Vân Trung Tử ngăn lại. Vì từng là thần tộc vậy nên lão biết thần nhãn có thể thao túng hướng chảy của thác nước. Thần nhãn thường hay dùng cách này để ngăn cản hoặc về khốn kẻ xâm nhập. Chuyện này xảy ra vừa vặn trùng hợp quá mức, rất có thể là cạm bẫy. Tiêu Giao Tử lần nữa lên tiếng. Còn có một khả năng khác, đó là những thủy tộc này cũng không phải nghe lệnh của thần tộc. Bọn chúng không giống với động vật sống, ngay cả thần tộc hình như cũng e ngại đám quái vật này. Tới đây thì mọi thứ cũng được sáng tỏ, mọi chuyện vẫn luôn nằm trong tính toán của thần nhãn. Lão sớm đã biết chuyện bầy cá dị hóa này nên mới đề ra phương án hòa giải để thần tộc tránh phải chịu thêm tổn thất. Dù Minh Tộc có quay về thì sớm muộn cũng không thể sống sót.
Hơn nữa, ngay khi Minh Tộc vừa rời đi, liền bố trí kết giới bao lấy thần tộc và thêm một bằng chứng nữa là trước đó từng nói với Tử Nhật rằng sau này sẽ không còn Sivu tộc nữa. Tình thế lúc này vô cùng nguy cấp, dù có phải cắm bẫy hay không thì trước mắt đành phải chơi liều một phen. Dưới sự giúp sức của Bối Nhi, chiếc thuyền lập tức men theo dòng nước chảy ngược đi lên. Tuy nhiên vừa mới đi được một nửa thì mọi người cũng nhận ra sức nước đang chậm lại và quả nhiên là thần nhãn đang can thiệp. Rất nhanh kết giới bao phủ thần tộc cũng được khép lại. Khi đã khép lại thì thần lực ảnh hưởng lên thác nước cũng bị cắt đứt và dòng nước lập tức đổi hướng chảy xuôi dòng khiến chiếc thuyền rơi xuống. Về phần lời hứa, thần nhãn đúng là vẫn giữ đúng lời hứa để Minh Tộc rời đi. Là do Vũ Cảnh đã tự mình phá hủy chấn hồn chi tỏa khiến thứ mặt thiên đã phong ấn ở thiên nhai hải giác thoát ra ngoài. Thoạt nghe thì cũng có vẻ hợp lý, vậy nhưng rốt cuộc thì do cái chết của thiên hay do lỗi của Vũ Cảnh thì vẫn chưa xác định được. Thứ đó từng sống ở nơi không có chút sức sống nào, cho dù có thủy tộc may mắn tồn tại thì cũng sẽ biến thành cổ quái. Lão biết những thủy tộc đó sớm đã bị lây nhiễm mất đi linh hồn và dị hóa trở thành một phần của nó. Dựa theo dự đoán của mình thì thứ này được gọi là hư vô, thuộc về cội nguồn sức mạnh bóng tối trong huyễn đảo. Để tiêu diệt sức mạnh này cần phải có hạt giống sinh mệnh. Loài hạt giống đó có liên quan tới huyễn đảo. Đó cũng là lý do vì sao vị cựu thần trước đó được Vũ Cảnh giải cứu, lại muốn cậu tới sân cốc, nơi mặt trời thứ 9 rơi xuống. Sau khi thuyền rơi xuống, đường lui của bọn họ cũng đã hết, cho nên bọn họ chỉ còn cách dốc hết sức mình chiến đấu mà thôi. Mở màn là Tung Hoành Thiên Hạ, hắn lao lên không trung rồi tung ra vô số quyền ảnh đánh xuống khiến đàn cá nằm la liệt trên mặt nước. Tuy nhiên, số lượng đám cá này lại quá nhiều, một chiêu vừa rồi chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Kế tiếp, Hàn Phong Lấm Lẫm cũng lao ra hỗ trợ, sau đó bồi thêm tiếp một chiêu Thiên Lý Băng Phong làm mặt biển đóng băng, đồng thời ngưng kết một bức tường băng che chắn. Nai Cha thấy vậy liền thở phào, cậu không nghĩ đám cá này lại yếu như vậy, thực sự là chỉ được cái bề ngoài. Tuy nhiên, Tiêu Giao Tử lại cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Cậu ta lập tức thông báo cho Vũ Cảnh, đám thủy tộc này chẳng qua là đệm thịt, nguy hiểm thực sự mới chính là hắc thủy phía sau. Hắc thủy trong ghi chép còn có một tên khác gọi là hư vô, ẩn ý của hư vô rất mơ hồ. Cách thức gọi này là thể hiện rõ nhất sự sợ hãi và không biết của các bộ tộc đối với nó. Sự khủng bố của hư vô không phải là thứ mà Minh tộc hay thần tộc có thể chống lại. Trong suốt 10 vạn năm, tuy nói các tộc vì đại chiến chúng thần mà trả giá vô cùng thảm trọng. Vậy nhưng so ra, thứ thực sự làm cho sinh linh tam giới tuyệt vọng lại là hư vô. Bây giờ nó lần nữa xuất hiện, ngay cả thiên đối mặt với hư vô cũng cảm thấy đau đầu bất an. Vì phòng ngừa nó xâm nhập lần nữa, qua các đời đại tế sư thần tộc nghiên cứu, cuối cùng cũng tạo ra cách ly kết giới. Kết giới này sẽ phong tỏa toàn bộ thần vực, hư vô không vào được, thần lực cũng không thể xuyên qua. Vũ Cảnh tiến lại hỏi thăm sức mạnh cùng nhược điểm của nó. Tiêu Giao Tử tiếp tục trả lời, sinh mệnh từng tiếp xúc với nó đều vĩnh viễn im lặng trong vùng bóng tối. Còn chậm trễ nữa, mọi người sẽ giống như những thủy tộc kia. Tới đây thì Vũ Cảnh cũng nhận ra ý đồ của thần nhãn. Lão ta nóng lòng dùng kết giới chính là vì hư vô, mượn tay nó để tiêu diệt Minh tộc. Bối Nhi sau một hồi mất tích lại xuất hiện, nãy giờ nàng ta đang thử cách đi ngược dòng vậy nhưng đều vô dụng. Nếu tàu hoa bình mình cưỡng ép tiến vào thác nước, kết quả chỉ có một là thịt nát xương tàn. Vũ Cảnh nghe vậy liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo là bay ra ngoài. Mọi người nghe vậy lại càng thêm một phen vò đầu bứt tai. Hiện tại không còn lựa chọn nào khác, Tùy Phong Khởi Vũ cùng mọi người đều đồng ý nghe theo sắp xếp. Nổ tung sinh ra khí lưu tốc độ cao có thể thúc đẩy tàu bay lên, mà bây giờ thứ duy nhất bọn họ thiếu chính là thời gian. Vừa nói xong thì tường băng bao phủ bên ngoài cũng bị phá vỡ, ngay sau đó đoàn khí đen liền tràn vào. Tùy Phong Khởi Vũ cùng mọi người thấy vậy liền lao ra ngăn cản nhằm cầu kéo thời gian. Vũ Cảnh lập tức ra lệnh cho mọi người dọn dẹp thuyền, bất kể thứ gì có thể ném được thì mau chóng ném đi. Hiển nhiên mục đích của cậu rất rõ ràng, đó là giảm trọng lượng khi bay lên cao. Một lần nữa, toàn bộ đại tướng sống sót lại ra trận chiến đấu. Vậy nhưng đối thủ trước mặt họ không phải là thần tộc nữa mà là một luồng khí màu đen bí ẩn tựa như những xúc tu. Hàn Phong Lấm Lấm tiến hành đóng băng các xúc tu lại, Luận Vũ Cuồng Đao ăn ý lao lên bổ xuống mấy chục nhát chém. Tuy nhiên kết quả lại không khả quan chút nào, công kích tạo ra hoàn toàn không khiến xúc tu bị một vết xước. Tử Vong Nhãn Thần cũng vung mệnh khí đánh về phía hắc thủy. Vậy nhưng Hùng Tiền vừa mới chạm vào nó liền bị phân giải giống như kim loại bị axit ăn mòn vậy. Biết công kích không thể tổn thương tới nó, Tùy Phong Khởi Vũ lập tức sử dụng chú thuật tấn công. Chú thuật chính là khắc chế của thực linh, nhưng đối với hư vô lại vô dụng. Xem ra kiểu này Minh tộc thực sự yếu thế rồi. Nếu công kích đã không có tác dụng, như vậy còn đánh đấm gì nữa? Thậm chí công kích bằng sức mạnh linh hồn còn cung cấp thêm sức mạnh cho nó. Điều này vô tình khiến hắc thủy càng lan nhanh hơn. Ở trên thuyền, Vũ Cảnh kêu gọi Lý Tịnh dùng luyện khí thuật bao quanh đáy thuyền, ngưng tụ ra một cái đáy thật vững chãi. Lý Tịnh sau thoáng chốc suy nghĩ cũng hiểu ý, lão cười lớn một cái rồi bắt đầu hành động. Lần này sẽ cho Vũ Cảnh mở mang tầm mắt thế nào là tụ thiên địa chi khí. Rất nhanh đáy thuyền cũng được một lớp luyện khí thuật bao bọc lại.
Việc kế tiếp chính là phần của Vũ Cành. Cánh tay luyện khí của cậu từ từ biến hóa, hiển nhiên là muốn đem sức mạnh linh hồn chuyển hóa thành luyện khí hỏa pháo. Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong, Vũ Cành phân phó ra hiệu cho các đại tướng quay về. Tuy nhiên, tình hình chiến trường bên ngoài giờ đây đã quá tầm kiểm soát, Hắc Vũ dường như cũng có ý thức nên lập tức bao vây mọi người lại bên trong. Hàn Phong lấm lấm chân này ra ý tưởng, nếu đã không thể tấn công mù quáng, vậy thì chơi bài phòng thủ. Nói rồi hắn lập tức cắm mạnh đao xuống đất tạo ra một vòng băng bao phủ xung quanh, nhưng tường băng cũng không chống đỡ được, nó rất nhanh đã bị xâm thực và lập tức vỡ nát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, các đại tướng lúc này hoàn toàn giống như cá nằm trên thớt, chỉ trực chờ bị thịt nữa mà thôi. Không những vậy, đoàn khí đen cũng đã tiếp cận tàu Hoa Bình mình và chỉ giây lát nữa thôi, toàn bộ Minh tộc lẫn đám người Vũ Cành sẽ phải về với đất mẹ. Trong giờ khắc mấu chốt đó, đại cật tứ phương cắn răng quyết định liều mạng. Hắn bộc phát lực lượng linh hồn rồi bắt đầu hút lấy Hắc Vũ vào trong bụng. Mệnh khí của đại cật tứ phương là Thịnh Yến, năng lực chính là ăn và ăn nữa, có thể ăn bất kỳ đồ vật gì. Trong trường hợp này, ăn chính là tự sát. Hắn hiển nhiên biết chuyện đó, tuy nhiên hy sinh mạng sống của hắn để đổi lấy tính mạng của hàng nghìn chiến sĩ vẫn là rất có lời. Quả nhiên là cách này có tác dụng, Hắc Vũ dần dần bị hút lại và bị cầm chân. Nhân cơ hội đó, những người còn lại lập tức dùng độn không thuật quay trở lại thuyền. Tuy nhiên sức mạnh của hư vô lại quá mạnh, cơ thể của đại cật tứ phương dần dần bị phình to lên. Nhưng mà hắn vẫn không bỏ cuộc, cơ thể hắn thiêu đốt linh hồn tới cực hạn nhằm chống lại xâm thực. Hắn phải tranh thủ thời gian, dù là một giây thì cũng là thời gian vô cùng quý giá. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, thân thể đại cật tứ phương bị quá tải và nổ tung thành mảnh vụn. Những người trên thuyền sau khi chứng kiến đều đau buồn rơi nước mắt. Nhưng hiện tại không còn thời gian để tiếc thương nữa, tất cả mọi người đã lên thuyền đầy đủ. Vũ Cành lập tức nhảy xuống đáy thuyền, sau đó biến lớn luyện khí hỏa pháo của mình thành Thịnh Yến hỏa pháo đẩy thuyền bay lên không trung. Cứ tưởng như vậy đã thoát được một kiếp nạn, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng tới thế. Hai ưu chi vương đã có mặt sẵn, hư vô là thứ sức mạnh trí thượng mà vô số cựu thần đều khát vọng muốn có được. Nói rồi lão cũng không quên cảm ơn mọi người, vì đánh bại thiên nên mới có thể khiến nó xuất hiện lần nữa. Hiển nhiên mục đích của hai yêu chi vương ở đây là muốn hấp thu lấy nguồn sức mạnh này, sau đó khống chế nó. Nhìn thấy lão chủ động tiếp xúc với hư vô, thần nhãn vẫn rất thản nhiên, 10 vạn năm nay kẻ thèm muốn nói nhiều không đếm xuể, chỉ tiếc là không kẻ nào thành công. Mỗi một người sau khi kết hợp với hư vô đều sẽ tạm thời khống chế sức mạnh của nó, còn hư vô sẽ từ từ xâm nhập và ăn mòn tâm trí của hắn. Đúng như những gì thần nhãn đã nói, hai yêu chi vương sau khi khống chế được sức mạnh liền đắc chí, lão rất nhanh cũng quay sang tấn công đám người Vũ Cành, có lẽ là vì thất bại lần trước nên cay cú muốn báo thù. Mặc dù thực lực của Vũ Cành này đã khác xưa, vậy nhưng vẫn không thể hoàn toàn đánh bại được lão, cố gắng hết sức cũng chỉ chặt đứt được một cánh tay. Hai yêu chi vương sau khi bị chém cụt tay liền phẫn nộ, lão cần nhiều lực lượng hơn nữa nên cứ như vậy thúc giục nhằm điều động sức mạnh. Hành động này tạo điều kiện cho hư vô có cơ hội xâm chiếm. Rất nhanh, hai yêu chi vương đã bị đồng hóa hoàn toàn. Toàn bộ thủy tộc cũng vì vậy mà sắp phải đón nhận thảm họa. Hiện tại có lẽ chỉ có đám người Vũ Cành và Minh tộc là có hy vọng đánh bại hư vô. Vậy nhưng vấn đề là bọn họ cần thời gian để tìm phương pháp. Hai yêu chi vương sau khi bị đồng hóa liền trở nên khủng bố hơn gấp nhiều lần. Không muốn để mọi người táng mạng tại đây, Bối Nhi đành phải tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn chiếc thuyền lên. Hành động này khiến nàng rơi vào tầm ngắm và lập tức bị ăn một xiên vào người. Mất đi Bối Nhi, Bạch Thái vô cùng buồn bã. Vũ Cành đi tới bên an ủi, lần chiến đấu trường kỳ này mọi người đã không chịu nổi nữa rồi, cứ tưởng cả đám sẽ được nghỉ ngơi, vậy nhưng ai ngờ một chút cũng không được. Kiếp nạn của hai yêu chi vương mới qua thì kiếp nạn khác lại tới, lần này tới không phải là từ dưới mặt đất mà là từ bầu trời. Đám người tập kích này có thần nguyên, lại không bị hư vô lây nhiễm, chỉ là tướng mạo và thể trạng thì không giống thần tộc. Địch xuất hiện, mọi người lập tức phản công, mặc dù kẻ địch không nhiều vậy nhưng bọn chúng lại có thực lực cao cường, có thể đứng từ xa tung chiều. Thuyền Hoa Bình mình trải qua nhiều lần ăn đạn cũng bị tổn hại nghiêm trọng và bốc cháy. Tình thế nguy cấp, Vũ Cành lập tức phân phó mọi người không ham chiến nữa, chuẩn bị bỏ thuyền. Rất nhanh chiếc thuyền cũng bị đánh chìm xuống biển, nhưng rất may là mọi người vẫn quay về đại hoang giới thành công. Lần này đúng là tổn thất nặng, nhiều huynh đệ bị mất tích chưa rõ sống chết. Dù vậy thì Vũ Cành vẫn muốn đội cứu nạn tiếp tục tìm kiếm, cũng nhất định phải tìm thuyền về. Về phần Tử Vũ, sau khi tách ra giải cứu Tiêu Giao Tử, cả hai cũng đã toàn thây trở ra. Tiêu Giao Tử dùng thần lực truyền tin cho Vũ Cành. Về phía kẻ đánh lén, lần theo dấu vết, hai người phát hiện bọn chúng xuất hiện tại Tây Vực chứ không phải Thần Vực. Theo suy đoán của Tử Vũ, kẻ đánh lén có liên quan tới thần tộc. Tân thần tộc thì không biết, vậy nhưng cựu thần thì chưa chắc. Lời này đột nhiên khiến cho Tiêu Giao Tử nhận ra bọn chúng rất giống Long tộc. Chuyện về Long tộc đã là thời đại quá xa xôi rồi nên Tiêu Giao Tử cũng không rõ. Bất luận thế nào, kẻ thao túng phía sau cũng khiến người ta chú ý tới. Cho nên hai người nhất định phải nắm bắt được manh mối rồi tìm hiểu nguồn gốc. Về phần Vũ Cành, cậu rất nhanh cũng nhận được thư của Tiêu Giáo Tử gửi tới. Trong thư có nhắc nhở bọn họ cẩn thận.
sự ra đi của Thiên khiến tam giới bất ổn hơn trước. Phía thần ẩn bộ cũng đã thoát hiểm, bọn họ đang đi tìm phản thần giải rác khắp nơi nhằm gia tăng thực lực. Về phía phụ thân của Nycha thì lại không có tin tức, cũng không thể nhắc tới, vì không muốn để cậu bé lo lắng nên Vũ Canh đành nói dối. Đột nhiên Bất Văn Bất Vấn lại xuất hiện bên trong đại môn quy khư. Bình thường sau khi tiến vào trong đó sẽ vĩnh biệt kiếp này để bắt đầu luân hồi mới. Không thể nào ở đó lâu như vậy, cho nên chuyện này là điều gì đó vô cùng khó tin mà mọi người ở đây không thể giải thích. Nàng ta đột nhiên gọi tên Vũ Canh, ánh mắt toan ra một luồng khí đen kỳ dị khiến Vũ Canh nhìn thấy viễn cảnh của tương lai. Biển cả chẳng mấy chốc sẽ thất thủ, sau đó hư vô sẽ chảy về phía đại địa. Những nơi nó đi qua, không một ngọn cỏ nào có thể sống sót. Vạn linh biến mất, tam giới sa đọa, kể cả bản thân cậu hay mọi người ở đây, tất cả đều sẽ bị xâm chiếm. Đường sống chỉ có một, đó là tiến vào đại môn quỷ khư. Cứ tưởng đây là ảo cảnh, Vũ Canh lập tức sử dụng hỏa pháo tấn công, vậy nhưng lại bất lực. Sự thật thì đây không phải ảo cảnh mà là mảnh vỡ của vận mệnh tương lai. Hiện tại không thể nào đánh lại được hư vô, cứ duy trì như thế này, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi tiến vào quy khư thì cậu sẽ hiểu được. Mặc dù có nghi ngờ, vậy nhưng những gì mà hư vô đã làm khiến cho cậu không thể nào không tin được. Sau thoáng chốc suy nghĩ, cậu cũng quyết định tiến vào trong quy khư. Tùy Phong Khởi Vũ thấy vậy liền can ngăn, người sống một khi tiến vào cũng như là tìm đường chết. Biết là như vậy, chỉ là ý đã quyết, không tự mình xem thử sao có thể biết được. Tùy Phong Khởi Vũ không thể khuyên ngăn, Tử Vong Nhãn Thần và Hàn Phong Lẫm Lẫm đành phải ra mặt ngăn cản. Dùng khí này làm người khác kính nể, nhưng hiện tại bọn họ cần bắt giam cậu và giữ lại để theo dõi. Vừa rồi Bất Văn Bất Vấn cũng báo với hai người rằng Vũ Canh là người có hiểm nghi lớn nhất về mối nguy hư vô, nên hiện tại cậu đã không thích hợp để đối kháng với nó nữa. Cũng chẳng biết lời này là thật hay chỉ là cách để không cho Vũ Canh bước vào. Mặc dù cậu đã được Nghịch Thiên Nhi hành truyền lại linh hồn, nhưng trước đó mối liên hệ giữa họ chỉ là hợp tác. Hiện tại, Vũ Canh muốn đứng ra chỉ đạo thì phải dùng theo cách truyền thống của Minh tộc, là dùng thực lực để chứng minh năng lực. Một lời đã định, dưới sự chứng kiến của tất cả Minh tộc, Vũ Canh chính thức tuyên chiến. Người ra sân trước là Hàn Phong Lẫm Lẫm, thực lực của hắn rất mạnh, có thể nói là ngang ngửa với thần tộc Thánh Vương. Đáng tiếc, thực lực của Vũ Canh đã nhỉnh hơn những điều đó, nên chỉ sau vài chiêu đã đánh bại được Hàn Phong Lẫm Lẫm. Người tiếp theo chiến đấu là Tử Vong Nhãn Thần. Mới vào trận, hắn đã tấn công phủ đầu đè bẹp nam chính. Mặc kệ là đánh lén hay chơi tiểu xảo, miễn giành được chiến thắng thì bọn họ sẽ phục tùng. Vũ Canh nghe xong điều này liền vui vẻ, nói tới chuyện tiểu xảo thì đó chính là lợi thế. Vũ Canh lập tức sử dụng ra vô sắc giới thần lực phản công đẩy đối thủ ra xa, sau đó sử dụng hỏa pháo tấn công liên tục. Đáp lại thì Tử Vong Nhãn Thần lại có tốc độ nhanh, dễ dàng né tránh rồi bón hành lại. Bị thua thiệt mấy lần, Vũ Canh cũng rút ra bài học. Cậu vừa sử dụng vô sắc giới thần lực giảm uy lực của hung tiền, sau đó lại khống chế cứng hắn lại một chỗ. Cuối cùng là bồi thêm một chiêu thức đến từ hỏa pháo, khiến Tử Vong Nhãn Thần phải chịu thua. Tất cả những chuyện vừa xảy ra đều lọt vào con mắt của Vĩnh Hằng Chi Dạ. Dựa theo lời nói của lão, bên trong quy khư còn có nguy hiểm khác. Nếu Vũ Canh tiến vào trong đó, kết cục chắc chắn phải chết. Rất nhanh sau đó, mặt đất xung quanh cũng rung động kịch liệt. Biết có chuyện không ổn, Tùy Phong Khởi Vũ liền yêu cầu mọi người ly khai. Cụ thần cổ xưa trong liên minh ngũ tộc, chiến sĩ mạnh mẽ sau khi chết vẫn chiến đấu không ngừng là Hình Thiền đã ra ngoài. Mỗi bước đi của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Với thân hình to lớn khổng lồ, mỗi một bước chân bằng mấy chục bước của đám người Vũ Canh nên hắn rất nhanh đã đuổi kịp, thậm chí còn đi lên phía trước chặn đường. Tâm trí của hắn không tỉnh táo nên mặc kệ là cùng Si Vu tộc thì hắn cũng đánh. Vì bảo vệ Tùy Phong Khởi Vũ, Vũ Canh đành phải sử dụng ra vô sắc giới thần lực. Trong thời đại của hắn, bộ sắc giới thần lực chỉ có Long tộc sở hữu nên hắn lập tức ngộ nhận Vũ Canh là Long tộc, kẻ thù truyền kiếp của hắn. Bản nãy là tùy tiện vùng tay múa chân, vậy nhưng đối với Long tộc, hắn phải dùng toàn lực, kẻo này khó chơi rồi. Biết cứ chạy cùng nhau như vậy cũng không phải là cách hay, cậu đành phải quay đầu lại câu giờ để mọi người ly khai. Tuy nhiên thực lực của Hình Thiên lại quá mạnh, mà với tính cách của Minh tộc thì bọn họ lại càng không thể nhìn chiến hữu chết mà bỏ chạy, nên cả đám cũng lấy tư thế rồi sẵn sàng lao lên tấn công. Mặc dù lấy một địch nhiều, thậm chí bọn họ đều thi triển hết thực lực, vậy nhưng cả đám vẫn không thể chống đỡ nổi ba chiều. Bộ sắc giới thần lực cũng bị một đao bổ xuống vỡ tan tành. Uy lực này đem ra so sánh với Thiên cũng không thua kém là bao nhiêu. Vũ Canh bị đập sấp mặt và đúng lúc sắp về chầu với bố mẹ thì Vĩnh Hằng Chi Dạ xuất hiện ngăn cản Hình Thiên. Bởi vì không có đầu nên trí nhớ của hắn rất ngắn, Vĩnh Hằng Chi Dạ chỉ cần nói vài lời đã dễ dàng khiến Hình Thiên quên đi những gì bàn nãy mới xảy ra. Cứ như vậy, nhóm người Vũ Canh cũng an toàn và được Vĩnh Hằng Chi Dạ mang đi. Về phía thần nhãn, lão một mình tiến vào kết tinh sơn. 10 vạn năm trước, bởi vì phân tranh giữa bản cổ tộc và lòng tộc mà mấy vạn thần nguyên bị phong ấn tại nơi này. Hiện tại, lão đem thần nguyên rót vào tinh thạch nhằm hồi sinh các chiến sĩ năm đó, nhằm phục vụ cho mục đích của mình. Vĩnh Hằng Chi Dạ đưa mọi người vào bên trong huyết vụ xâm lâm,
lão cũng nhận ra khí tức của Nghịch Thiên Nhi hành ở trên người Vũ Canh. Như vậy, Vũ Canh cũng gián tiếp có quan hệ sư đồ với lão. Sau khi hỏi về mục đích xuất hiện tại đây, Vũ Canh cũng lên tiếng trình bày những chuyện đã xảy ra, đồng thời hỏi thăm cách tiêu trừ hư vô. Vĩnh Hằng Chi Dạ nghe vậy liền tái hiện lại viễn cảnh một lần nữa. Hư vô có thể thôn phệ hết thảy, nhưng nó vẫn bị một thứ thôn phệ ngược lại. Thứ này chính là binh khí mạnh nhất của Si Vu tộc, thanh binh khí chí tôn trong thiên địa này, có khả năng lay trời diệt thế. Chỉ riêng cái tên cũng khiến tam giới lo sợ, tên của nó là Binh Chủ Thần Chi Nhận. Năm đó bởi vì kiêng kỵ sức mạnh của nó nên Binh Chủ Thần Chi Nhận đã bị Long tộc thừa dịp loạn cướp đi, sau đó bị phá thành nhiều mảnh vỡ rồi tàn mát khắp nơi. Binh chủ tức là chủ của binh khí. Năm đó Thủy Tổ Si Vu tộc dẫn đầu chống lại Long tộc, mang theo 99 ma tướng chinh chiến sát phạt. Dựa vào binh khí trong tay, ông ấy đã đánh bại được mấy đại tướng Long tộc, cho nên được hậu thế tôn làm Binh Chủ Thần. Ông ta có thể nói là người mạnh nhất thời đại đó. Đáng tiếc là Binh Chủ Thần lại bị hiền viên của Long tộc ám toán. Sau khi ông bỏ mạng, hư vô mới hiện thế. Muốn tiêu trừ hư vô, đám người Vũ Canh phải tìm đủ mảnh vỡ lưỡi đao của Binh Chủ Thần. Vậy nhưng muốn tìm kiếm thì phải có manh mối. Các cụ thần bị giam ở Ngục Hải Giác có lẽ biết. Đáng tiếc Vũ Canh đã phá vỡ chấn hồn chi tòa thả cho bọn chúng rời đi. Vĩnh Hằng Chi Dạ sau khi nghe xong cũng bất đắc dĩ lấy ra một mảnh vỡ. Các mảnh vỡ này có sự cộng hưởng. Hai khối mảnh vỡ trong một khoảng cách nhất định sẽ cảm ứng nhau rồi phát sáng. Số lượng mảnh vỡ thu hoạch được càng nhiều thì phạm vi cảm ứng càng mở rộng. Hình Thiên cũng đang nắm giữ một mảnh, muốn lấy được nó quả thật không dễ dàng gì. Danh hiệu của Hình Thiên là Thần Cuồng Chiến, đây chính là nỗi sợ hãi đến từ Long tộc đối với hắn. Lần chúng thần chi chiến thứ hai, bởi vì Hình Thiên cùng nữ bà liên thủ, cán cân thắng lợi từng nắm về phía Liên Minh Ngũ Tộc. Nữ bà chính là mẫu thân của Bất Văn Bất Vấn và Thiên Sứ Thánh Vương. Mặc dù Thiên Sứ Thánh Vương cùng Bất Văn Bất Vấn đã đồng quy vu tận, vậy nhưng bọn họ tới giờ vẫn còn sống. Lời này được chính Vĩnh Hằng Chi Dạ khẳng định, vậy nhưng lại ở trong đại môn quy khư, lý do là như thế nào thì lão cũng không biết. Ngay khi Vũ Canh hỏi tới chuyện ngũ tộc, Vĩnh Hằng Chi Dạ liền tức giận. Lúc đó Long tộc chiếm cứ địa lợi Bất Chu Sơn, bọn chúng mở ra sức mạnh ban cổ, ngày đó toàn bộ đại quân Minh tộc do Nghịch Thiên Nhi hành lãnh đạo cũng bị trận pháp từ cực làm khốn đốn. Thực chất, trận pháp lúc đó chỉ sử dụng sức mạnh của Bất Chu Sơn lưu lại mà thôi. Còn trụ trời Bất Chu Sơn năm đó, ngũ tộc đối mặt chính là toàn bộ cánh tay trái của sáng thế thần bàn cổ biến thành. Có sức mạnh bàn cổ đó, Long tộc mới có thể đánh bại Hình Thiên. Tuy trí óc Hình Thiên có vấn đề, vậy nhưng hắn lại vô cùng để ý tới mảnh vỡ của Binh Chủ Thần. Trước kia cũng có vài tên tiểu tặc thèm muốn nó, kết quả là đều quay về với đất mẹ. Cách phổ thông là đánh bại hắn, vậy nhưng Vĩnh Hằng Chi Dạ lại bật mí thêm một điều nữa. Muốn có tư cách thì lão vẫn còn phương pháp, vấn đề đó không thể tiết lộ ra ngoài nên chỉ nói riêng với Vũ Canh. Quay trở về, Vũ Canh lập tức thành lập tiểu đội huấn luyện, bản thân trực tiếp đi huấn luyện võ, mục đích chính là tuyển chọn đồng đội để đối phó với Hình Thiên. Nai Cha cũng muốn tham gia và đương nhiên Vũ Canh sẽ không đồng ý. Hiện tại, thời gian không còn nhiều nữa, chuyện của thần tộc sau này tính toán, trước mắt lo đối phó với hư vô. Nói rồi, cậu phân phó Tinh Tinh Hữu Lệ và Loạn Vũ Cuồng Đao đi điều tra những địa điểm bị hư vô ăn mòn, phạm vi, tốc độ, đặc tính lẫn tình hình thiên tài. Sau khi ăn bài xong, Vũ Canh cũng đi tới Huyết Vụ Xâm Lâm gặp Vĩnh Hằng Chi Dạ. Mặc dù biết lão già này không tốt lành gì, vậy nhưng vì lão lại có thứ mà cậu muốn nên đành phải nghe theo. Tới nơi, Vĩnh Hằng Chi Dạ cũng không vòng vo nữa. Muốn biết bí mật đó, Vũ Canh phải đem linh hồn giao cho lão. Mất đi linh hồn đương nhiên sẽ chết. Bí mật đó cũng sẽ được lão nói lại với đám đại tướng Minh tộc. Với tính cách ham sống, Vũ Canh đương nhiên sẽ không muốn điều này. Tuy nhiên trên miệng vẫn không quên chém gió. Hiện tại hắn vẫn chưa biết cách sử dụng sức mạnh linh hồn, luyện khí và thần lực cũng không thể tăng lên. Đời sau này cậu trưởng thành rồi lấy sau cũng được. Khi đó phẩm chất linh hồn tốt hơn bây giờ nhiều. Vĩnh Hằng Chi Dạ nghe xong thấy có lý nên ra ước định 3 năm. Điều này đúng là điều cậu mong muốn. Trong 3 năm đó cậu muốn chạy bao xa liền có bao xa. Tuy nhiên, việc sử dụng tiểu xảo đối với lão lại không phải ý kiến hay. Vĩnh Hằng Chi Dạ lập tức sử dụng chú thuật lạc ấn lên người Vũ Canh. Có nó rồi, bất luận sau này cậu ở chỗ nào, lão đều có thể lấy đi linh hồn. Vũ Canh cũng không ngờ lão quái vật lại có chiêu này, vậy nhưng việc trước tiên là phải hỏi thăm tin tức. Phương thức rất đơn giản, giúp Hình Thiên tìm lại đầu lầu, vị trí đại khái ở tại tịch lĩnh của cự nhân ngủ say. Quay trở về, Vũ Canh liền đem tin tức nói lại với mọi người. Từ vòng nhãn thần dường như đã nghe tới địa danh tịch lĩnh của cư nhân ngủ say, vậy nhưng cụ thể ở đâu thì lại không biết. Mọi người cũng đồng dạng tìm không ra. Sách cổ, bia đá, mộ địa hay cả lão nhân trong tộc cũng không đề cập họ biết tới cái tên này. Dù là vậy thì vấn đề này cũng không thể làm khó. Trải qua một hồi sử dụng hết các phương pháp chơi chữ, họ cũng rút ra được một manh mối, đó là đầu của Hình Thiên có lẽ đã bị tử địch giấu đi. Có một chủng tộc hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn, đó chính là ám ảnh tộc. Nhiệm vụ liên quan tới ám ảnh tộc được giao cho Tử Vong Nhãn Thần và Tùy Phong Khởi Vũ.
còn Vũ Canh thì phải tách ra một thời gian để tới huyết vụ xâm lâm tìm Vĩnh Hằng chỉ sợ. Mục đích mà cậu tới chính là bái sư nhằm học cách sử dụng mệnh khí nhập hồn. Nhìn thấy khẩu súng nhỏ trên tay Vũ Canh, Vĩnh Hằng chỉ sợ cũng cảm thấy khá thú vị nên hỏi thầm. Thứ này là hỗn hợp giữa luyện khí thuật và mệnh khí, tên của nó là Nga Lai Chi Luân. Mới đầu ra cái tên, Vĩnh Hằng chỉ sợ đã cảm thấy khá kỳ quái. Bị chê bai như vậy, Vũ Canh liền muốn đổi thành Diệt Thiên Chi Luân. Lời này vừa thốt ra liền khiến cho lão không nhịn được cười. Những kẻ có năng lực càng yếu thì càng đặt tên nghe rất dọa người. Nói rồi lão cũng muốn thử sức một phen. Tuy nhiên phát đầu tiên bắn ra lại giống như gãi ngứa, từng là bị hỏng rồi. Vũ Canh liền bắn thử lần nữa, kết quả lần này hoàn toàn trái ngược. Đạn bắn ra phá tan một vùng lớn, ngay cả Vĩnh Hằng Chi Dạ nhìn vào kết quả cũng kinh ngạc. Một phát bắn đó đủ để làm trọng thương thần tộc Thánh Vương. Lão muốn xem lại một lần nữa, vậy nhưng lần thứ ba này lại không phát huy ra uy lực. Xem ra thứ này lúc linh lúc không linh rồi. Điều này đồng nghĩa rằng Nga Lai Chi Luân có tỷ lệ nhất định bắn ra đạn với lực sát thương rất lớn. Tỷ lệ ngẫu nhiên hay có quy luật thì Vũ Canh phải bó tay. Việc dùng binh khí xứng với bản thân có lẽ sẽ có lợi cho mệnh khí nhập hồn, vậy nhưng với Vũ Canh thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Mấu chốt của mệnh khí nhập hồn là sự lĩnh ngộ đối với linh hồn. Từ trước tới giờ lão chưa từng thấy nhân loại nào có thể làm được cả. Hiện tại thử một lần cũng không sao, nếu chết rồi thì sơi luôn. Phương pháp lĩnh ngộ là không nói nhiều, chỉ có thực chiến, không ngừng thực chiến, chỉ tới khi đánh bại lão lấy được mảnh vỡ thì thôi. Nói rồi hai bên cũng bắt đầu động thủ. Trong lúc Vũ Canh đang miệt mài tập luyện thì nhóm người do Tử Vong Nhãn Thần dẫn đầu cũng lên đường tới Ám Ảnh Tộc. Về phần Tử Vũ và Tiêu Giao Tử, bọn họ cũng tiến vào Tây Vực để điều tra. Đúng lúc đang thắc mắc vì đi cả ngày không thấy người nào thì cả hai đột nhiên bị tập kích. Kẻ làm điều này chính là đám người lúc trước. Thực lực bọn chúng không tầm thường, kiếm chém vào thân thể hoàn toàn không có chút chảy xước, động tác cùng tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn. Tấn công bình thường không làm gì được, Tử Vũ đành phải dùng tới tuyệt chiêu là Chu Tiên kiếm trận, lưu tình. Chỉ cần có thần nguyên thì sẽ bị Chu Tiên gây thương tích. Kết quả đúng là như vậy, hai tên đó lập tức bị đánh cho cụt tay. Nhìn vào vết thương ở tay, Tiêu Giao Tử lập tức nhận ra đó là tinh thạch. Điều này cũng đồng nghĩa rằng toàn bộ cơ thể bọn họ được làm từ tinh thạch. Thậm chí bọn chúng còn có thể thôn phệ nhau để tiến hóa, tăng sức mạnh lẫn tốc độ, dễ dàng bón hành cho Tử Vũ. Đúng lúc nguy cấp, Tử Vũ lại lĩnh ngộ được một chút mệnh khí nhập hồn nên tiện tay xiên cho tên kia một nhát xuyên cổ. Sau khi xem xét hình dạng bên ngoài với sách cổ, Tiêu Giao Tử khẳng định bọn chúng là chiến sĩ Viễn Cổ Long tộc, cũng là tiền thân của thần tộc. Vào lúc Thiên biến mất cho tới bây giờ, Long tộc cũng đã tuyệt tích, ngoài Chu Thiên và Bạch Long thì đã không còn Long tộc chính thống. Đứng trước Long tộc chân chính, thần tộc hiện nay cũng nhỏ yếu giống như trẻ con vậy. So sánh với tinh thạch được thần nhãn sử dụng, Tiêu Giao Tử cũng nhận ra cả hai đều cùng một loại, đó chính là huyết thạch. Như vậy là mọi chuyện đã rõ, thần nhãn muốn dùng huyết thạch để phục sinh các chiến sĩ Long tộc. Thậm chí đây mới chỉ là thí nghiệm, thứ mà ông ta nhắm tới chính là thứ càng mạnh càng đáng sợ hơn, là Viễn Cổ Cự Long, mạnh tới mức có thể so với thiền. Về phần Vũ Canh, dù thực lực cậu đã rất mạnh, vậy nhưng so với Vĩnh Hằng Chi Dạ thì lại không cùng đẳng cấp và liên tục bị bón hành ngập mồm. Hiện tại đã không còn nhiều thời gian nữa, cậu không muốn bản thân cứ như vậy bị tụt lại phía sau nên vẫn miệt mài cố gắng. Mãi không có kết quả, Vũ Canh đành phải chọn cách đi đường tắt. Trong cơ thể cậu còn sót lại rất nhiều sức mạnh linh hồn của đám người Sivu tộc. Lão chỉ cần truyền một tia linh hồn vào cơ thể liền có thể dẫn dắt sức mạnh đó ra ngoài. Cách này khá nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vĩnh Hằng Chi Dạ rất là muốn điều này, vậy nhưng mong muốn đó đã không xảy ra. Vũ Canh cuối cùng cũng có thể khống chế được mệnh khí nhập hồn. Mệnh khí dung nhập vào vũ khí khiến uy lực đạn pháo bắn ra tăng mạnh. Sử dụng nó để đánh bại Vĩnh Hằng Chi Dạ là điều rất khó, vậy nhưng Vũ Canh lại quá lươn lẹo. Cậu trực tiếp tấn công vào mảnh vỡ binh chủ thần đang nằm ở giữa ngực, khiến nó bay ra. Chỉ chờ có vậy, cậu liền lao tới cầm lấy mảnh vỡ rồi chuồn đi mất. Về phần nhóm người Tử Vong Nhãn Thần, sau nhiều ngày di chuyển, bọn họ cũng tới địa bàn của Ám Ảnh tộc. Vừa mới bước vào, mọi người đã được chào đón với giọng điệu mỉa mai. Không muốn nhiều lời, Tử Vong Nhãn Thần liền trực tiếp hỏi chuyện liên quan tới hình thiền cũng như đầu của hắn được giấu ở đầu. Đám người kia nghe vậy liền lắc đầu không biết, cảm thấy hỏi thăm nhẹ nhàng không được nên mọi người liền động thủ. Tuy nhiên đòn công kích đối với bọn chúng lại không có tác dụng, chỉ tới khi sử dụng ra thông linh thuật thì mới tiêu diệt được. Không ngờ bọn chúng cũng giống như hình thiên là không có đầu. Giải quyết xong, Vũ Canh cũng xuất hiện, mọi người lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong và lập tức bị đe dọa. Vũ Canh đành phải đem chuyện liên quan tới hư vô cùng chuyện mảnh vỡ binh chủ thần nói ra. Bên kia vẫn chịu khó đáp lời, vậy nhưng sau khi nghe tới chuyện Vũ Canh đang tìm cách lấy mảnh vỡ từ trên người hình thiên thì bọn chúng lại tức giận. Bọn chúng biết bí mật đó là Vĩnh Hằng Chi Dạ tiết lộ, bởi vì năm đó Vĩnh Hằng Chi Dạ lâm trận bỏ chạy nên Ám Ảnh tộc mới thất bại. Vì tiên tổ hình thiền nên Ám Ảnh tộc chỉ có thể hạ gối quy hàng Long tộc, bị tước đoạt tộc xanh và chặt đi đầu lầu, cuối cùng là trục xuất tới tận đây.
Nói tóm lại thì ám ảnh tộc hay hình thiên tộc này có mối thù hận với Vĩnh Hằng Chi Sở, mà đám người Vũ Canh cùng Tử Vong Nhãn Thần lại là hậu nhân của lão. Vì vậy mà nhóm người Vũ Canh cũng là tử thù của ám ảnh tộc. Không cần nhiều lời cũng như giải thích gì thêm, bọn chúng cứ như vậy trực tiếp động thủ. Phía Vũ Canh cũng rất thoải mái ứng chiến, cậu dễ dàng tránh né công kích. Điều kỳ lạ là không trúng chiêu vậy nhưng bản thân vẫn y nguyên bị thương, người khác cũng như vậy. Sau một lúc suy nghĩ, Vũ Canh cũng nhận ra bọn chúng có thể trực tiếp công kích vào cái bóng phía sau. Mặc dù có sự nhắc nhở của Tùy Phong Khởi Vũ, vậy nhưng kèo này trước mắt vẫn là khó đánh. Bên kia thoát ẩn thoát hiện, phe ta tấn công không được, mà phe địch lại có thể làm mọi người bị thương. Được đà lấn tới, bọn chúng liền muốn đem mọi người hốt gọn một mẻ. Vũ Canh nhận ra đám người này quanh năm suốt tháng sống bên trong bóng tối, nên lập tức sử dụng kỹ năng của vô sắc giới thần lực phát sáng một vùng xung quanh. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, đám người kia không còn nơi để trốn nên lập tức phải hiện thần. Tới đây bọn chúng mới chịu dừng tay, vậy nhưng vị trí đầu của hình thiên ở đâu thì vẫn không chịu tiết lộ. Không thể ép khai giờ, Vũ Canh đành phải dùng tới phương pháp tự mình động thủ. Nếu như đầu đã được giấu ở nơi này, vậy thì chỉ cần đánh sập nó thì đầu lâu sẽ lòi ra. Nói rồi Vũ Canh cũng lấy ra hỏa pháo tấn công. Hành động này khiến tên thủ lĩnh kinh ngạc, hắn lao tới ngăn cản, đáng tiếc là Vũ Canh lại không hề dừng tay. Kết quả là đập ngọn núi thành nhiều mảnh, cứ từng đầu của hình thiên được giấu ở đó. Vậy nhưng không ngờ rằng thứ ẩn giấu bên trong lại chính là con quái vật thao thiết, một trong thiên địa tứ hùng. Mới tỉnh dậy, nó liền há mồm hút lấy mọi thứ. Thao thiết có thể thôn phệ vật hữu hình hay vô hình, ánh sáng lẫn bóng tối. Cho nên, nó chính là khắc tinh của ám ảnh tộc. Bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy, Vũ Canh quay sang tấn công, vậy nhưng công kích còn chưa tới đã bị nuốt mất. Nai Cha không may bị hút vào trong miệng thao thiết, Vũ Canh thấy vậy liền lao theo, kết quả là hai người đều bị nuốt vào trong bụng. Không ngờ bên trong bụng nó lại là một khoảng không gian to lớn, mọi thứ ở đây đều trôi lơ lửng như không có trọng lực. Sau một hồi co quay, hai người cũng bám được vào một tảng đá, tới đây thì việc trước mắt đã không quá lo ngại và thoạt nhìn cũng chẳng có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó lập tức bị đánh tan, nếu không thể thoát ra, hai người chắc chắn sẽ bị ép thành nhiều mảnh, thậm chí mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Vậy nhưng trước khi biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào thì tập phim đã kết thúc rồi. Video của mình cũng tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nhé!